quốc ha, sơn lại cái phần mà lưới mình đã giá nè, các bạn nhìn lưới mình giá này, các bạn mình gấp ra giá này. Ngày hôm trước cái nón này là khách gửi là bị vợ cắt, cắt kéo tôi qua đây luôn. Thì cái phần lưới này cho nên mình đã giá lại, mình chưa có mịn nó, bây giờ mình cho màu đen lên đã rồi mình mới mịn nó lại. Thì cái đầu tiên mình sơn cái nhỏ bên đây trước, các bạn xem. Cho nó tiệp lại cái với cái màu đen này, nhưng mà có bộ hơi khó, nó phải có thêm một cái lớp phủ mờ lên cho nó đen giống vậy, chứ không là nó ánh bóng lên các bạn. Nó đen xuống tí. Cái nón này thì nè, cắt ngang đứt nè, zoom sát lại đi đó, cắt ngang đó thì mình giá lại từ từ. Thì cái viền này chút xíu mình sẽ nối thêm cho nó thịt, cho nó liền rồi mình mới đi màu lại nè. Các bạn xem mình giá lại này. Cái nón này trước nhìn khủng lắm, nói chung ra là ca này là thuộc dạng ca dị lập đầu tiên ở Việt Nam mình, một con nón gu xì bị vợ cắt, cắt ngang thẻo một cái, cắt liền, cắt ngang qua nó nói bị thiếu thịt đó bạn. Cái form này giờ làm lại được vậy cũng là cứng lắm nè. Thì nón này làm xong thì treo lên kỷ niệm anh em đồ thôi, chứ đội cũng được, nhưng mà mình Vinh có tiền á, thì người ta cũng ít khi nào ra ta đội lại, ta để kỷ niệm lại thôi. Nhiều khi đồ anh em tặng á, quý hoặc kỷ niệm. Cái nón này còn cứng lắm cơ, còn đẹp lắm, canvas này. Thì sau khi quốc kha spa màu lại cái lưới này lại, quốc kha sẽ mài mịn nó lại nữa. Thật ra giá cái công nghệ này không có kim chỉ mà giá được cái lưới mà bằng plastic này thì nó cũng là một kỳ công rồi các bạn, một điều chưa từng xảy ra ở Việt Nam. Bao nhiêu tay thợ thầy là trốn hết. Ca này hơi khó, khó chỗ giá lưới các bạn. Cái lưới này quốc kha phải dùng một cái hợp chất để mà sơn nối nó lại, nối nó lại. Rồi cảm ơn các anh chị em đã xem cái video clip này, lát chút quốc kha mai đắp thịt lại nè các bạn. Rồi cảm ơn anh chị đã xem video.